tất cả chúng ta, dù là ai, dù sinh ra ở đâu, đang làm ngành nghề gì, thì đều có một cái điểm chung là có những cái nỗi sợ. Nỗi sợ hãi, nó hay đến từ những cái nỗi lo. Có thể anh chị lo lắng về cuộc sống, lo lắng về tài chính, về các mối quan hệ, lo cho công việc kinh doanh và bất cứ thứ gì mà mình lo lắng quá nhiều á, thì nó sẽ tạo thành cái nỗi sợ hãi. Vậy thì bao nhiêu anh chị ở đây mình đang có những cái nỗi lo, thì video này sẽ giúp cho các anh chị giải quyết những cái nỗi sợ hãi. Và hầu hết 90% cái nỗi sợ của mình nó bắt nguồn từ cái việc là mình sợ những gì mình không biết. Một trong những cái nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là sợ thất bại về tài chính. Có nghĩa rằng là các anh chị vẫn đang đi làm, nhưng mà mình sợ rằng là mình không kiếm ra được nhiều tiền, không giữ được tiền. Mình sợ nghèo, mình sợ thiếu thốn, mình sợ rằng là cái công việc của mình ấy nó sẽ không tạo được tiền trong tương lai. Cuộc sống của các anh chị nó cứ ngập tràn những cái nỗi sợ hãi như vậy á, thì anh chị sẽ ăn không ngon, ngủ không yên và có một cái chất lượng cuộc sống không được tuyệt vời. Và các anh chị cũng đã biết tới luật hấp dẫn rồi, tập trung vào điều gì thì điều đó sẽ mở rộng. Và nếu như các anh chị tỏa ra một cái trường năng lượng lo sợ, sợ hãi, thì theo luật hấp dẫn nó sẽ hấp dẫn những cái nguồn lực, những cái sự kiện nó khiến cho các anh chị sợ hãi và thậm tệ hơn. Thì ngay bây giờ bạn có hai quyền lựa chọn. Một là bạn sống với cái nỗi sợ hãi của mình suốt cuộc đời. Hai là bạn phải vượt qua nó. Thì đa số 95% là họ chọn sống chung với nỗi sợ hãi suốt đời, cứ làm đi làm lại những cái việc quen thuộc chứ không chịu trau dồi thêm những thứ mới. Đa số các anh chị không thành công được là bởi vì các anh chị không dám tin rằng là mình có thể thành công. Các anh chị đang sống trong một cái xã hội, hơn 95% họ đang chấp nhận sống chung với nỗi sợ hãi, không dám bước ra khỏi vùng thoải mái. Và khi mà anh chị cứ nghe những cái nhóm người này sẽ khiến cho anh chị có một cái năng lượng là không dám tin rằng là mình có thể thành công. Ví dụ nhé, bao nhiêu anh chị ở đây mình có một cái ý định là kinh doanh, và mình về mình nói với cha mẹ của mình rằng là cha mẹ ơi, con chuẩn bị mở một cái doanh nghiệp xây dựng công việc kinh doanh, thì cái điều đầu tiên họ làm đó là họ sẽ phản bác anh chị. Anh chị em cũng phản bác. Thì cái cách duy nhất để các anh chị vượt qua cái nỗi sợ hãi đó chính là hãy cho phép mình được giỏi lên. Chỉ cần các anh chị giỏi lên là cái gì cũng được giải quyết. Cái thứ nhất là bạn hãy tìm học những cái tư duy, công cụ, kỹ năng nào mà người khác không làm được mà mình có thể học và làm được. Hoặc là các anh chị hãy nhìn xem những cái người đi trước, ai là cái người đã chinh phục được những cái ước mơ, mục tiêu mà anh chị đang hướng tới, thì anh chị hãy tìm hiểu xem họ có thói quen gì, phẩm chất gì, kỹ năng gì, tư duy gì để mình học, mình làm theo, để bạn cũng có kết quả như họ đã tạo ra. Tư duy, kiến thức, kỹ năng của các anh chị cao lên mỗi ngày thì nỗi sợ hãi sẽ biến mất. Bạn sẽ có sự tự tin hơn, năng lượng làm việc hiệu quả hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, có nhiều thời gian hơn cho người thân của mình. Những cái vấn đề trong cuộc sống của các anh chị tự nhiên được xử lý. Nếu như anh chị đang muốn thành công về tài chính thì anh chị phải học cho mình những cái tư duy, công cụ, kỹ năng nào mà giúp cho anh chị hỗ trợ thành công về tài chính. Nếu như anh chị muốn trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất thì các anh chị phải học từ những người mà họ đã đào tạo ra những người tinh anh tài giỏi. Nếu như anh chị muốn sở hữu hệ thống kinh doanh tạo ra 1.000 đô thu nhập thụ động hàng tháng, thì nếu như anh chị được học từ một cái người mà có hệ thống kinh doanh tạo ra 1.000 đô lợi nhuận trên một ngày, thì họ có thể dạy cho anh chị cái cách xây dựng hệ thống kinh doanh tạo ra 1.000 đô lợi nhuận trong một tháng được không ạ? Chỉ có một con đường giúp cho anh chị vượt qua được nỗi sợ hãi, đó là hãy cho phép bản thân mình trở nên giỏi lên mỗi ngày. Và anh chị mình đã có một cái môi trường để mình có thể học tập, rèn luyện và phát triển mỗi ngày chưa? Nếu chưa thì có thể tham gia học tập và rèn luyện cùng với Hiền trong môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Hoa Vàng cùng với Hiền nhé.